Cảm ơn em cả nhá. Lâu lắm không ăn bánh mì pate nha. Già là bánh mì pate. Cái hàng này là mình ăn khoảng hơn 20 năm rồi. Có đủ. Ăn bánh mì ở hàng này 20 năm rồi nha anh em nha. Này, bánh mì thủy. Mẹ lên tổng năng đấy quá. Mệt quá. Xin chào bác. Mệt vãi. Nhìn nó cân cân tí. Cái con này con nào nhỉ? Có trò à? Con cải đá đấy. À. Tượng con trông này. Vãi thật. Vừa luôn nhỉ? Quan trông này. Bước này đúng không? Cháu chấm bước thứ hai. Mất mấy năm mới tìm được bước này nhỉ? Tầm 3 năm. Từ ngày mua lần này nó đã bắt đầu đi tìm xăng rồi gì. Cái bước này là mất 3 năm mới tìm được bức tượng này nha anh em nhá. Trông nó rất là đơn giản này thôi. Mất 3 năm đấy. 12,5 cm nhá. Nói rõ đi. Bức quan trông này là cao 12,5 cm nhá. Cái này là mua bên China đúng không? China đấy. Phải đặt mua bên China chuyển về đấy. Lý Hồng Đào nhá. Của nghệ nhân Lý Hồng Đào anh em nhá. Lý Hồng Bảo. Bảo hay Đào? Bảo. Ông Lý Hồng Bảo. Làm người ta lại phải sửa Lý Hồng Bảo anh em nhá. Tưởng Hồ Cẩm Đào của mẹ. Mất 3 năm nhỉ? 3 năm mới tìm được. Nó lấy đồ hay chiến thôi. Cho tiêu phí lấy hết chứ. Ok. Tiểu một hai người bê nháo. Thế. Quay đánh cờ đoạn bằng tay vai. Tâm sư học đạo. Chắc là mới tâm sư học đạo rồi. Bài nào? Quay đánh cho em đi. Đi viện. Tâm sư. Ui anh xí, em còn đỡ nhá, anh xí hôm trước còn hai trắng cơ. Hôm trước nhá, đánh cho dưới vườn nhá, đánh cho em thua nhá.
Sĩ nhảy vào, Sĩ chém gió nhảy vào. Này thì Sĩ này, ai vàng vào mặt này. Này thì gió này. Con nghĩ thế, vô lý. Nhập luôn những cái gì. Làm sao tăng công lực có nhanh thế. Vấn đề là mẹ phong độ là tự dưng thì phong độ bay mẹ đi. Làm anh em trong váng. Không kịp trở tay ai. Kinh tận. Nó đang ngắn đấy, anh có con trai của cậu ấy. Chúng đợi cô ạ. Đợi một năm để phục hồi nhân phẩm. Một năm. Có nghĩ là mấy năm, tôi vào năm. Hả? Có nghĩ là mấy năm, tôi vào năm. Anh cũng tháng 1. Một năm mà nó chết mẹ gì. Vấn đề là hiểu một năm ở đây. Một năm là đây làm năm ai làm đúng không? Cho là mẹ nó gặp được nghệ nhân gì mà một năm thì làm con chó được một năm. Một năm thì để nó hoàn thiện chưa? Vấn đề là đi chơi rồi. Thật ra là lo một năm tối là phải sang năm thứ hai. Bây giờ đúng coi không? Như là anh Việt anh ấy sẽ làm một năm đi. Bây giờ nhảy nhẽ lại vào anh hai, anh à? Hay là anh chị ấy mình không biết. Có cao phụ ai chứ? Nói chung là Việt sẽ không được. Việt sẽ chắc. Nhưng mà khu như thế là phải chăn trở rất lâu rồi. Vấn đề ở đây là ác của bệnh là bởi vì nó cắt đi cắt lại nhưng nó cắt đi cắt lại quá nhiều rồi. Rồi cái cây của Tấn Tân Ấp cũng sống rồi. Con đấy thì học mẹ rồi. Con đấy thì con biết rồi. Vì hôm xe hôm qua nó cắt được biết rồi. Đây mẹ đưa cho mặt đấy cắt. Khủng đoán. Xin tinh biệt. Chỗ ai thì tôi thằng đấy đó là gì ạ? Còn đây cắt 5 mét đấy. Còn cái mò còn đấy rồi là con đấy thì phải về mà anh cối rồi đó. Coi như là cối đẹp đi đúng không? Người mà gặp lãng mạn ấy thì học người. Còn cây mà gặp cái thằng nghệ nhân đều khác ấy, thì cũng bảo gì đâu chặt cây cũng có cạo người chém thì thương đấy luôn. Bệnh số bệnh bắt đầu. Nói chung là các thứ